Xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả vẫn giữ băng tần 57.3. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Kiến thức sức khỏe và đời sống của tuần này với dược sĩ Tina giải thích cho chúng ta về những loại bệnh ngoài da và nhất là cuối mùa đông như thế này. Và vừa rồi thì dược sĩ đang giới thiệu cho chúng ta về loại một bệnh mụn mà cái mụn này thì Nhật Khánh nghĩ rằng là lúc còn trẻ thì ai cũng có một chút, thậm chí không có nhiều lắm thì cũng ít nhiều gì cũng có một chút là lấm tấm trên khuôn mặt của mình. Đúng rồi. Mình có thể chia nhiều giai đoạn không chị? Ví dụ như là cái mình bị mụn lúc trẻ rồi lúc già mình chữa khác, rồi lúc trẻ mình chữa khác, rồi nhỏ mình chữa khác hay sao? Thực ra bệnh mụn thì chữa giống nhau hết, nhưng mà nó có hai loại. Một loại nãy mình nói rồi, chữa bằng thuốc trụ sinh, rồi chữa bằng thuốc trụ sinh rửa mặt này nọ đó. Thì những cái bệnh đó người Mỹ họ gọi là acne, tất nhiên họ tính cái đó là nặng. Nhưng mà cái bệnh mà mình nói là pimple đó, pimple là những cái mụn nhẹ thôi đó. Thì cái đó người trẻ, người già gì cũng có. Tina đôi lúc mình thức khuya đó, mình mặt mình cũng nổi mấy cái mụn nhỏ nhỏ đúng không? Thì cái đó thì mình chữa trị nó đơn giản hơn, mình chỉ cần rửa mặt thôi. Rửa mặt sạch sẽ, nếu mà nặng chút xíu thì rửa mặt với lại cái thuốc nó gọi là Oxyten hay là Benzoyl Peroxide hay là những cái thuốc nó gọi là acne xà phòng đó, xà bông mình mua ngoài CVS hay là Target đó, mình rửa mặt nặng chút xíu mình rửa mặt bằng antibiotic, mình không cần phải uống thuốc antibiotic hay là thuốc trụ sinh vào thì nó uống nhiều quá thì cũng đâu có tốt cho cơ thể mình, tại vì nó sẽ phá cái đường tiêu hóa của mình đúng không, nó làm rối loạn đường tiêu hóa. Thì trẻ em cũng giống như người lớn, nếu mà bị những cái mụn đó thì mình chỉ cần làm như vậy. Có những người bị mụn ở phía sau lưng. Dạ đúng rồi, có người sau lưng rồi trong đầu người nữa. Đó thì cũng chữa bằng cách là mình tắm những cái loại xà bông mà có cái chất để trị mụn đó. Thì có hai loại thôi, một loại thứ ba nữa là nãy mình nói là rosacea đó. Thì ở trên mặt của mình, người bệnh rosacea tự nhiên họ lúc nào mặt họ cũng đỏ đó. Nhất là hai bên mũi nè, với lại trán nè, cái vòng chữ T nó đỏ lên. Đôi lúc nó sưng lên rồi nó có những cái vết mụn hơi là giống như là nộ mà mũ vậy đó. Nhưng mà không có thấy màu vàng nhưng mà thấy màu đỏ nổi lên. Mà nó cứ quanh năm suốt tháng. Những cái bệnh đó thì thường thường Tina thấy bác sĩ cho cái thuốc trụ sinh, nó gọi là metronidazole hay là metrogel, mà thuốc trụ sinh để bôi vào trên mặt mỗi ngày đó. Nhưng mà mặc dù mình bệnh cái gì cũng vậy hết, mụn nào trên mặt cũng vậy, sau khi mình xài thuốc rồi đó thì mình lúc nào mình cũng nên dùng những cái thuốc dưỡng da, là thuốc nó gọi là moisturizer buổi sáng buổi tối, để mà dưỡng lại cái da khô mà do cái thuốc trụ sinh. Thường thường mình rửa mặt này nọ da mình nó bị khô đó, hay là bôi thuốc trụ sinh nó bị khô, thì mình phải dùng lại cái chất kem dưỡng da để mà dưỡng lại cái lớp da tự nhiên của mình. Thưa quý vị, bệnh mụn thì cũng giống như bệnh khô da, thì Nhật Khánh thấy rằng là nó cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, nhưng mà riêng cái mụn thì em thấy là nó ảnh hưởng đến cái thẩm mỹ. Nó làm mình không có tự tin khi ra đường, rồi làm cho mình không có được đẹp. Nhất là chị em phụ nữ thì khi bị mụn thì make up không bao giờ nó đẹp được, đúng không chị? Cho nên khi mà mình có con em bị mụn tuổi trẻ đó, hay là bản thân của mình đó, mình nên phải rất là take it very seriously. Tất nhiên là mình phải tìm cách chữa trị liền, chứ mình đừng có ỷ lại. Tại vì khi mình ỷ lại, mụn mà nó không hết, nó ra cái vết thẹo. Tại mụn nhiều khi nó ăn sâu trong da, thì mình có thấy rất là nhiều người đó, bây giờ mình thấy bị thâm, thâm rồi cái vết nó sâu vào trong da này nọ, nó cái đó rất là tạo thành rỗ laser đó. Mình có đi laser treatment bao nhiêu đi chăng nữa thì nó cũng còn, không? Thì đã thấy rất là có ít nhiều trường hợp mà nó thành công để mà chữa trị những cái vết nám, vết rỗ do mụn gây ra. Cho nên nếu mà quý vị mà có con em lỡ mà bị mụn đó thì nên đi bác sĩ càng sớm càng tốt, để tránh cho nên cái nó bị gọi là flare up, nó lên cơn, nó phát ra đó. Tin thì nào đi chứ không thôi mai mốt là nó bị mụn, bị mất luôn cái mặt tiền của mình. Và thưa gì, thường thì ông gì để ý coi những người bị mụn, hay là ngay cả mình được, mình hay lấy tay sờ lên, chưa nói là tay mình dơ nè, rồi chưa nói là mình cứ khèo khèo ra, nó sẽ tạo thành một cái vết thương. Nên như chị Tina nói lúc nãy thì nó làm cho mình bị thâm, rồi nó làm thành một cái lỗ, rồi cứ nhiều lỗ trên mặt nó thành mình bị rỗ. Cho nên là chúng ta phải thực sự là hết sức cẩn thận. Mặc dù là cái bệnh mụn nghe nó cũng không có gì ghê gớm, nhưng mà nó rất là ghê gớm đối với thẩm mỹ của chúng ta. Còn thì cứ so đi, cái mặt của Nhật Khánh, cái da Nhật Khánh đẹp như vậy đó, tưởng tượng mà nếu Nhật Khánh không có cái làn da đẹp như vậy thì mất hết hơn 50%. Đúng rồi.
Thưa quý vị, đó là một cái loại bệnh mà chúng ta đang được nghe dược sĩ Tina giải thích qua, đó là mụn. Vậy là chúng ta vừa có khô da rồi, rồi có mụn rồi, bây giờ là sẽ đến cái gì chị Tina? Bây giờ mình nói về bệnh bệnh psoriasis, bệnh vẩy nến đi. Vẩy nến. Nói sơ thôi. Bệnh vẩy nến tiếng Mỹ gọi là psoriasis. Bệnh vẩy nến thì nó do cái nguyên nhân nó gây ra, đó là nó do cái hệ thống immune system của mình nó bị yếu. Thì mình cũng không biết là tại sao, nhưng mà khi mà nó yếu xuống thì nó trigger, nó làm cho da của mình những cái da mà nó đáng lẽ nó chưa có phát ra, nó tạo ra nhiều da hơn. Bình thường mình tạo ra có một lớp da mỏng thôi, còn đằng này nó cứ xanh sôi nảy nở nhiều lớp da, làm cho những cái lớp da giống nó dày lên chị? Đó, vảy cá đó, đúng không? Tại sao nó có lên cái vảy là tại vì mình có nhiều da quá, đúng không? Cái lớp da này chưa chết, cái lớp da khác đã mọc lên, lớp khác chưa chết, lớp da khác đã mọc lên, thì nó tạo ra một lớp da rất là dày, nó đỏ lên. Rồi nó chưa có tróc ra thì nó làm ra thành những cái fleck, đúng không? Thành vẫy, họ gọi là vẫy nến. Nó thì cái bệnh vẫy nến này thì nó làm cho thứ nhất là nó có thể bề ngoài diện mạo nó xấu. Đa số là họ nhiều người mọc ở trên cổ nè, trên cánh tay nè, đó, cùi chỏ. Những cái flack nó lớn như vậy nè, nhìn vô thì thấy nó mất thẩm mỹ, đúng không? Mà nó cũng là ngứa nữa, nó bị ngứa. Thì cái cách chữa trị bệnh vẩy nến thì mới đầu mình nhẹ đó, thì mình có thể chữa bằng cái thuốc bôi, thuốc thoa. Đó, mình thoa lên mỗi ngày thì có thể mình hết. Nhưng mà khi mình tới những cái lúc mà nặng rồi đó thì có thể mình phải chữa bằng thuốc uống hoặc là thuốc chích. Để mà cái immune system của mình nó gọi là suppress, nó giữ, nó không có bị phát lên đó, nó giữ nó lại đó, thì mình phải chích hoặc là phải uống thuốc. Thuốc uống thì thuốc cũ. Thuốc mới thì rất mắc tiền nhưng mà ít, còn thuốc chích mà thuốc mới đó thì có nhiều. Bây giờ trên thị trường có 3-4 loại, nhưng mà thật ra mình nghĩ cái bệnh vẩy nến nó không có gì, nhưng mà một tháng phải tốn 3.000 đồng. Wow. Để mà chích cái thuốc đó, đúng không, thì mình thấy quá là phí tiền, đúng không? Nhưng mà vẩy nến nếu có mình chữa có bệnh hết thì chị? Mình phải chữa, có chữa hết hay không? Nó không hết, có thể, nhưng mà đa số trường hợp là có nhiều người phải chích suốt cả đời. Vậy là cũng phải cứ phải chích hoài, chứ nếu không chích á thì nó bị lở trở lại. Có thể mình chích 6 tháng, 5 cái mình hết xong mình nghỉ 1-2 năm, cái khi nó bọc trở lại thì mình phải chích trở lại. Vậy là chúng ta thấy rằng là cái bệnh khô da, bệnh mụn thì có thể hết hoàn toàn, nhưng mà riêng cái vảy nến thì rằng là có vảy suốt đời như vậy. Vảy nến thì khó chữa hơn nhiều lắm. Dạ. Nhưng mà bây giờ khoa học tiến bộ thì cũng có nhiều loại thuốc mới. Thì Tina hy vọng là quý vị bị bệnh vảy nến mà mới phát hiện thì có thể được chữa trị hết. Tina có một người bạn, cái anh bạn này là ảnh là một người bệnh bác sĩ về mắt gọi là ophthalmologist. Thì khi có phát minh ra một cái loại thuốc, cái loại thuốc đó là để trị cho khô mắt, nó có cái chất để chống viêm đó, thì mình chùi vào mắt đó thì trị cho khô mắt. Rồi cái thuốc cũng là cái thuốc đó, nhưng mà anh làm ra từng cái pad nhỏ như vậy nè, thì bôi lên cái thuốc vẩy nến, mỗi ngày bị bôi lên cái vẩy nến đó thì nó sẽ hết. Đó. Thì Hi đã thử nghiệm cho nhiều người và Hi rất là tự hào về cái thuốc của mình. Đó, thì nếu mà có cơ hội thì Tina sẽ, bữa nào Tina sẽ mang lên đây giới thiệu cho quý vị biết. Nếu mà muốn xài thử thì cũng có thể mua về xài thử. Thường thì tại vì các bệnh nhân mà chúng ta có bệnh vẩy nến, đôi lúc ngay các em cũng vậy, cũng hơi lờ mờ về cái vẩy nến lắm, vì không biết phải làm thế nào, nhưng mà nhìn thì nó vừa mất thẩm mỹ mà vừa rất là khó chịu đối với những người bệnh. Đúng rồi, thì mình nên đi bác sĩ, mình nên tham khảo với dược sĩ. Thì nếu mà cái gì cũng vậy, mình đừng có ỷ lại thôi. Mình trước mình thấy nó mới ra thì mình phải đi bác sĩ liền. Thứ nhất là mình học được cái kiến thức về cái bệnh của mình. Đó, rồi mình tự tin mình có thể mình chữa trị. Rồi cái thứ hai là nếu mình chữa trị kịp thời thì mình không có phải bị đau khổ vì cái bệnh của mình mất thẩm mỹ, rồi trong người mình nó cũng khó chịu. Rồi nếu mà mình hấp bệnh mình phải chích thuốc, uống thuốc thì dĩ nhiên mình phải bị phản ứng phụ. Đúng không, đâu có thuốc nào mà không có bị phản ứng phụ đâu. Xem ra em thấy bệnh ngoài da cũng có quá nhiều loại, nhiều bệnh quá. Nếu còn loại bệnh nào nữa không chị Tina? Bệnh dời leo. Dời leo cũng là một vấn đề ngoài da. Bệnh dời leo thì nó liên quan tới dây thần kinh, mà dây thần kinh nó chạy ở dưới da thì nó bộc phát lên da. Nó ra bệnh dời leo là những cái bệnh giống như là nó cũng bị đỏ da ha, nó ra những cái mọc 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 nước mà nó thành cái về về đó.
Nó thì không biết Tina có nhớ người ta nói dời leo là tại bên bên Việt nó giống như cái con dời mà nó nằm ở trên cái da của mình á, rồi nó cứ lan, cho nên họ gọi là dời leo, đúng không? Thì cái bệnh dời leo nó lan, thí dụ nó đang ở chỗ này cái nó lan qua chỗ khác sắp cơ thể của mình đó. Có nhiều người ta nói nó mọc xung quanh cái lỗ rúm rồi nó ran ra phía sau lưng sau đó, đúng không? Nó rất là đau, ngoài cái mụn nước nhìn đã xấu rồi mà tại vì nó viêm cái dây thần kinh ở dưới á, cho nên nó rất là đau. Nhiều người bệnh dời leo không có ngủ được tại vì có đau quá, có khi sốt mấy chị ha. Đó. Bệnh dời leo đó thì mình cũng có thể chữa khỏi, cũng có thể là nó cũng ở lại với mình suốt cuộc đời, cứ chữa xong hết, nó cứ bộc phát hoài. Cái người mà 65 tuổi trở lên như mình đã nói hoài đó, bệnh dời leo mà tiếng Mỹ gọi là shingle đó, hay là tiếng Việt Nam gọi là dời leo hoặc là bệnh zona, thì cái bệnh đó mình có thể mình chích ngừa được. Chích ngừa nó rất là thông dụng. Mấy bác nào mà 65 tuổi mà chưa từng nghe nói dời leo thì nên đi bác sĩ để xin cái toa đi chích ngừa. Chích ngừa thì mình sẽ phòng đề phòng được bệnh dời leo, tại mình lớn tuổi mà mình bị đau rất chịu là lắm. Khó chịu. Vậy thì có lẽ là 65 tuổi thì lại có cái bệnh chích, 65 tuổi là mình chích ngừa dời leo thì nó sẽ hiệu nghiệm cho mình. Cảm ơn chị Tina rất là nhiều. Vừa rồi thì thể nói rằng là nói về bệnh ngoài da thì chúng tôi còn rất là nhiều điều để nói chị Tina ha. Có thể mai mốt mình trở lại mình nói về bệnh ghẻ ngứa này nọ đại khái. Rồi những bệnh lở bệnh miệng ít thông cũng thường rất là miệng. Nhiều loại bệnh nữa mà nhiều loại bệnh cũng do virus gây ra. Thành ra Nhật Khánh rất là thích cái đề tài này, nhưng mà rất tiếc thời gian của chúng tôi lại có hạn. Cho nên một lần nữa rất cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm và theo dõi buổi trò chuyện ngày hôm nay. Hy vọng lần sau quý vị vẫn tiếp tục theo dõi để chúng tôi có cơ hội để tiếp tục đưa đến quý vị những thông tin, những kiến thức về y học đến cho quý vị. Một lần nữa xin kính chào và xin hẹn lại quý vị vào lần sau.